Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng đến với khóa học ngữ văn lớp 7 của trang web olm.vn. Trong chuỗi bài giảng vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, ở phần thứ 2, các em đã khám phá về nhân vật tôi, cậu bé Dũng. Cậu bé 10 tuổi ấy có những khả năng đặc biệt, từ đó mở ra một thế giới tâm hồn phong phú, trong trẻo, tinh tế, nhạy cảm, mộng mơ. Cậu trân trọng, nâng niu thế giới thiên nhiên, thích cảm nhận vạn vật quanh mình, nhận ra sự thú vị từ những điều nhỏ bé và bình dị. Tâm hồn ấy cũng đầy tình yêu thương, biết thương yêu. Nội dung thứ hai khi tìm hiểu chi tiết văn bản chính là nhân vật người bố. Nhân vật người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật nào? Nhân vật người bố được miêu tả qua lời kể của đứa con, tức là cậu bé Dũng. Trong văn bản, chính là nhân vật xưng tôi sử dụng ngôi kể thứ nhất. Theo em, việc lựa chọn người kể chuyện như vậy có tác dụng gì? Việc lựa chọn người kể chuyện như vậy vừa có tác dụng miêu tả tính cách của nhân vật người bố, vừa thể hiện được tình cảm của nhân vật tôi đối với bố của mình. Nhân vật người bố được hiện lên qua một số chi tiết. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa. Bố dạy tôi cách cảm nhận về các loài cây qua cách nhìn đặc biệt. Bố dẫn tôi ra con sông sau nhà để tắm. Bố nhảy xuống sông cứu bạn tí. Bố dạy tôi về ý nghĩa của những cái tên, những món quà. Bố ít khi nào ăn ổi, nhưng vì là quà của bạn tí, bố ăn. Bố chơi với tôi trò chơi để nhận biết được mùi của tất cả các loài hoa. Từ những chi tiết này, em thấy nhân vật người bố được khắc họa với nét tính cách nào? Bố của nhân vật tôi là một người rất kiên nhẫn dạy con cách cảm nhận về vẻ đẹp và sự sống trong khu vườn. Đó là một người cha gần gũi, chia sẻ nhiều cảm xúc, suy nghĩ với con như một người bạn thân thiết. Coi con là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Bố còn yêu thương tí, trân trọng đón nhận những món quà đơn sơ của tí. Bố được kể là một người thích trồng hoa, luôn chăm sóc và biết lắng nghe tiếng nói của khu vườn, lắng nghe nhịp sống của thiên nhiên. Có thể thấy, nhân vật người bố là một người rất yêu thương con, luôn quan tâm, gần gũi với con và có tâm hồn phong phú, sâu sắc, có trái tim nhân hậu. Như con đã biết, Dũng là cậu bé có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, trong trẻo, biết yêu thương. Tâm hồn ấy được hình thành nhờ ý thức quan sát, ngắm nghía thế giới xung quanh. Nhưng phần lớn là nhờ Dũng có một người bố tuyệt vời. Cậu được người bố kiên nhẫn dạy cho cách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, của sự sống. Người bố này cũng luôn bên cạnh, trò chuyện, chia sẻ, suy nghĩ, cảm xúc cùng con như một người bạn. Ông cũng là một tấm gương cho Dũng về cách ứng xử, khi ông trân trọng món quà đơn sơ của tí. Là một người cha quan tâm, gần gũi, yêu thương con, ông truyền lại cho con tâm hồn phong phú và trái tim nhân hậu. Trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở, em đã thấy có những nhân vật ông bố khác nhau, như là bố của Nicola trong văn bản bài tập làm văn, bố của cô bé bán diêm trong câu chuyện cùng tên ở chương trình ngữ văn lớp 6, hay mở đầu lớp 7 là bố của An trong đoạn trích đi lấy mật. Chúng ta có thể thấy những nhân vật người bố khác nhau trong văn học. Bố của Nicola trong văn bản bài tập làm văn nóng nảy, hiếu thắng. Tiến nuôi của An trong văn bản đi lấy mật thì từng trải, mạnh mẽ, nhân hậu. Và dù không xuất hiện trực tiếp, chỉ được biết tới qua lời của người kể chuyện, ta cũng biết cha của cô bé bán diêm là kẻ bỏ mặc con cái, vô tâm, vô trách nhiệm. Thế còn bố của nhân vật tôi, bố của Dũng lại hiền hậu, gần gũi và tâm lý. Qua đó, em thấy rằng mỗi nhân vật lại được tác giả xây dựng với những đặc điểm khác nhau, với những dụng ý nghệ thuật khác nhau. Văn bản có nhiều câu mang tính triết lý rất thú vị. Ví dụ như, bố bảo với nhân vật tôi, một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó.
giữa vô vàn những bài học mà bố dạy nhân vật tôi, cô trò chúng ta sẽ cùng nhắc đến suy nghĩ về những món quà, từ đó rút ra bài học về cách ứng xử trong cuộc sống. Món quà đầu tiên được nhắc đến là món quà của thằng Tí. Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố có thái độ thế nào trước món quà của thằng Tí? Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn. Từ chi tiết này, chúng ta thấy rằng bố rất trân trọng món quà và người mến tặng. Tôi nói, sao bố kính trọng nó quá vậy? Bố cười xòa, không phải đâu, bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó. Bố còn nói thêm, một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là món quà. Cả con người tôi đều là món quà của bố. Tôi đi nhẹ ra vườn. Tôi hiểu khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi bông hoa là một món quà nhỏ. Một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố. Tôi la lên. À, món quà của tôi đây rồi. Ôi, cái món quà này bự quá. Và bố chính là món quà to lớn của tôi. Như thế, vẻ đẹp của món quà không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở cách trao tặng và đón nhận món quà, thể hiện con người chúng ta. Tình yêu thương chân thành khiến cho món quà trở nên quý giá. Món quà đẹp vì trong đó chất chứa tình yêu thương, lòng kính trọng. Khi nhận món quà là ta nhận tình yêu thương, kính trọng đó. Và tương tự, khi ta tặng cho ai đó một món quà cũng là tặng tình yêu thương. Như vậy, biết cách cho và nhận những món quà cũng là cách thể hiện phẩm chất tốt đẹp của chúng ta. Cuối cùng, cô rút ra với các em những thông điệp để liên hệ, mở rộng. Từ hình ảnh của cậu bé Dũng cảm nhận thế giới xung quanh và những người thân yêu, em thấy rằng chúng ta hãy dùng tất cả những giác quan, hãy mở cánh cửa tâm hồn mình để cảm nhận, yêu thương và thấu hiểu vẻ đẹp của con người và thiên nhiên. Qua cách cảm nhận những món quà, chúng ta cũng biết trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình. Các em thân mến, như thế là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, khám phá được văn bản vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Chúng mình thấy rằng tình yêu thương chính là cội nguồn của mọi vẻ đẹp. Các em hãy trân trọng, biết ơn tình cảm, tấm lòng chân thành của người khác. Và hãy mở cánh cửa tâm hồn mình, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận những vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống xung quanh các em nhé. Video bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.